À, xin chào tất cả các bác nha thì ở đây là cái sơ đồ em làm một cái bể lọc nước các bác ạ thì cái bể này thì khi mà lọc xây bể lọc á, thì tùy vào cái mục đích sử dụng các bác sử dụng trong chăn nuôi hoặc sử dụng trong nước dùng sinh hoạt cho gia đình hoặc là mình lọc cái nước sông ao hồ để mình cải thiện bớt cái nguồn nước để làm trong như là nuôi lươn nuôi cá thì ở đây thì nó có hai hình thức tức là cái hình thức thứ nhất là cái nguồn nước lên thì các bác có thể à, bơm từ giếng khoan hoặc là à, các bác lấy từ nước sông thì khi nếu mà lấy từ nước sông thì mình không phải dùng cái van bộn khí này nhưng mà các bác bơm từ giếng khoan hoặc giếng đào thì phải có cái van bộn khí này các bác nha thì ở đây là cái diện tích cái bể lọc em xây em vẽ như thế này đấy các bác đây đây là cái khung bể lọc và đây là cái sơ đồ em phát thảo sơ thôi nhé thì à, trước tiên là em xin lỗi về cái à, giếng khoan tức là cái từ cái nguồn nước cấp cho cái bể lọc đó, thì khi mà các bác chế bơm vô nếu mà giếng khoan thì mình có thể chế cái van bột khí để cho nó bóc tách phân tử và làm cho cái nước giếng của các bác đó, nó nhiễm khí độc hoặc nhiễm sắt thì nó biến cái thép thai thành cái sắt ba để nhanh tiếp tủ đưa ra lọc được nhanh nhé thì khi cái nguồn nước ra của các bác các bác chế cho em là đi hai đầu như thế này đây. Một đầu là mình sẽ đưa lên trên đầu của bể lọc để mình xả nước lọc và một đầu là mình sẽ chỗ đây là cái chữ T. Các bác sẽ đưa xuống cái nguồn nước lọc ra để sau này để mình làm cái công tác sục xuôi sùng ngược. Đây. Thì ở cái điểm ở dưới đáy bể ở đây thì cái đường nước ra này mình sẽ có ba cái đầu khóa, tức là một đầu khóa của đường nước máy bơm cấp và một đây là một cái khóa dẫn vào cái bể nước sạch và đây là cái khóa xả xui xả ngược tức là cái khóa này là cái khóa dùng để xả cận mẫn các bác đây thì ở đây cái bể là xây tu hay nhủa là tùy thuộc vào uh, cái mục đích sử dụng của gia đình đó thì ở đây em chỉ nói về cái bể lọc thôi còn cái bể chữ thì uh, mình xây tôi hay nhủa cũng được hoặc là nếu không có bể chữ thì các bác xây mình bể lọc uh, các bác có thể lọc sang ao hồ hoặc lọc sang các công trình sử dụng ấy gì đấy cũng được đấy thì ở đây là cái bể này nó sẽ gồm có hai ngăn, một ngăn chứa vật liệu và một cái ngăn này là cái ngăn chứa bùn các bác, cái ngăn chứa cái cái cặn bẩn. Đây, thì ở bên dưới cái bể lọc đây thì các bác cắt cái đường ống chảy đều cái bể lọc. Chị tức là tùy diện tích tôi nhỏ thì các bác sẽ làm cái hệ thống uh, ống lọc. thì khi cái ống lọc đấy các bác có thể dùng cưa cắt hoặc mình mua cái ống lọc có sẵn cũng được. thì cái ống lọc này nếu mình À, lọc với công suất lớn thì các bác nên cắt cái ống lọc khoảng uh, 90 hoặc 76 đấy Sau cái đường ra này mình có thể thu sang 48 cũng được đấy Thì cái bể lọc cái lọc này các bác phải cắt đều diện tích cho em nhé Và ở cái bể lọc này thì các bác phải làm cho em cái đường xả khí như thế này Đây là cái đường em vẽ thí dụ là cái đường ống thoát khí này các bác Thì cái đường ống thoát khí này các bác có thể uh, làm bốn xung quanh bể hoặc làm hai hai đầu bể của ống lọc đấy hai đầu hai bên thì ở trên cái đầu thoát khí này các bác lắp cho em cái khóa nha ví dụ các bác làm bốn cái đường xả khí thì các bác lắp bốn cái khóa cho em để bốn cái khóa này có tác dụng gì bốn cái khóa này có tác dụng sau này khi mình bơm nước từ giếng hoặc từ ao hồ lên đấy để mình đưa vào đây mình mở khóa này ra và khóa hai khóa này và sọc ngược lên thì mình phải khóa hai cái kho mấy cái khóa xả khí này thì cái nguồn nước nó với sức ép nó đẩy ngược lên và nó đẩy cái cặn bẩn sang cái ngăn chứa đây các bác đấy để xả ra ngoài theo cái khóa này thì ở cái đường nước lên này các bác nha ví dụ như các bác bơm nước để lọc á, thì mình sẽ khóa cái khóa ở đường đáy này lại và cái nguồn nước sẽ đi ngược lên đây các bác nó sẽ đi ngược lên đây và ra cái cái đường à, bể lọc thì ở cái bể lọc này các bác làm cho em cái van xoay chiều tức là các bác chế cho em hoặc các bác mua một cái van xoay khi mà nó có áp suất dòng nước nó đi qua cái cái van này á thì cái van này nó sẽ khiến dòng nước nó xoay ngược tức là nó xoay xung quanh để khuấy tan cái lớp bùn bẩn đấy thì ở cái 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 ngăn lắng này thì các bác phân ra thì ở cái đoạn này tức là cái đoạn cát các bác lắp lên đây nhá thì ở cái đoạn này các bác có thể dùng ống tua hoặc các bác dùng uh, lưới lọc đấy các bác ngăn cái đoạn này cho em làm sao mà để cát nó không trào sang được cái ngăn chứa bùn này nhưng mà khi mà khuấy bùn lên á thì cái lớp mạng bẩn ở trên đây nó sẽ uh, chạy xuống dưới đây được đấy tức là ở, ở cái đoạn này này các bác có thể uh, dùng cái lưới lọc các bác làm từ cái khung khung này cho em nhé từ cái khung này đổ lên ví dụ cát nó nằm đây thì các bác làm dưới cái phần cát đó khoảng 2 đến 30 phân. Đấy để sau này khi mà cái nguồn nước ở đây nó vào nó khuấy lên thì cái nước trong nó sẽ lọc xuống đây và cái lớp cặn bùn đó, nó sẽ được khuấy xung quanh cái bể này và nó chảy sang cái cái ngăn chứa bùn này các bác. Đấy để để mình sau này mình sụp giả mình mình sụp giữ mình đưa cái nguồn bùn ra ngoài. Đấy thì nguyên tắc cái cái, cái bể này làm rất chi là đơn giản thôi. Đây là nguồn nước vào. Đấy, bình thường khi các bác sục giữ thì các bác sẽ khóa khóa trên này lại Chua nguồn nước chảy thiêu xuống dưới lên đây và đẩy cái cạnh bẩn sang cái ngăn chứa này và theo cái khóa này ra ngoài ở dưới đây mình sẽ làm một cái khóa đáy và ở đây là cái khóa xả đáy của cái ngăn sục lại thì mình uh, sẽ làm cái xả đáy, xả, khóa xả đáy đây và cái khóa này là cái khóa nước sang cái bể uh, chứa nước hoặc là sang cái khu mà các bác đựng nước sau khi để xử lý thì cái vật liệu lọc ở đây á thì tùy ví dụ các bác lọc sinh hoạt cho gia đình á thì các bác có thể bùa bên dưới này các bác bùa một lớp sỏi cho em thì cái lớp sỏi này nó sẽ bao qua cái ống lọc này các bác có thể bùa sỏi và cái gạch luôn cũng được cái gạch xây dựng á cái gạch vỡ ra các bác đập ra đấy các bác lấy cái gạch xây dựng nó các bác bùa ở dưới nó cũng nó lọc nước cũng rất chi là tốt nhá cái gạch sau khi đã qua nung ấy, thì các bác bủa cái phần lớp dưới đây cho em đây sau đó là sẽ đến một lớp cá lọc và vì, nếu các bác có điều kiện thì các bác có thể bủa thêm cái mangan hoặc cái than hoạt tính một lớp than hoạt tính sau đó một lớp mang mangan và bên trên là một lớp cá lọc nữa đây để mình lọc nước hoặc là ví dụ các bác cần xử lý sơ tức là mình xử lý chỉ cần 50-50 thôi mình xử lý nhanh để lấy nguồn nước lớn ví dụ ở đây là cái công suất nước đầu vào của và các bác nó rơi vào trên 10 khối một giờ chẳng hạn mà đây các bác cần lọc nhanh để xử lý sang thì cái vật liệu lọc này các bác có thể bổ cái cát sông đổ bê tông cái cát lớn đấy để mình lọc thì ở dưới đây vẫn là một lớp suối sau đó một đến một cái lớp cát tua và trên đây các bác đổ một lớp cát bình thường để mình lọc thì nếu mà các bác xử lý để trong cái uh, chăn nuôi á, thì cái đầu nước ra này này ví dụ như các bác bơm xuống ao hồ thì mình có thể lắp thêm một cái van trộn khí này đây cái van trộn khí các bác lắp vào đây để khi cái nguồn nước này nó chảy ra nó qua cái van bồn khí nó sẽ hút 50% cái oxy và 50% nước nó đưa xuống cái ao nuôi của các bác thì nó sẽ tăng cái cái oxy cho cái cái nguồn cái, cái nguồn nước thì sẽ khiến cho cái con vật nuôi của các bác nó có cái không khí oxy để thở và nó sẽ nhanh lớn hơn Đấy thì về cái bể lọc này thì em cũng đi làm một số cái công trình rồi cho nên là cái bể lọc này khi mà xây thì nó xây rất đơn giản rồi các bác thì cái diện tích ở đây em không nói đến bởi vì cái diện tích nó tùy vào cái công suất sử dụng các bác dùng để lọc gia đình hay là dùng để lọc uh, trong chăn nuôi công nghiệp thì đây là chỉ thiết kế cái bể lọc này, này. thì các bác nếu mà các bác lọc cẩy thì các bác có thể bổ cái vật liệu nó nhủ không? để nó lọc từ từ sang còn các bác nếu muốn lọc nhanh tức là lọc để mình cần cái khối lượng nước lớn thì các bác có thể xây cái diện tích bể này nó tua lên và cái không gian quan trọng nhất là ở dưới đây cái bể lọc này các bác phải làm xung quanh bể nhiều vào đấy ví dụ như các bác làm bốn xung quanh hoặc làm theo cái vòng xoắn thì để cái lượng nước mà khi mà ngấm đều toàn bộ trên bể này xuống là nó qua cái ống nó đi ra luôn hoặc là ở dưới đây các bác bủa cái lớp suối tua thì khi nó ngấm xuống cái lớp suối này nó chạy theo cái ống này và nó chạy sang bên đây các bác thì trên đây là toàn bộ cái thiết kế về cái bể lọc thì các bác xem có thể tham khảo nếu mà có ý kiến gì thì các bác à, xin để lại comment bình luận ở phía dưới đóng góp để em có thể hoàn thiện hơn về cái mô hình cái bể lọc này Cảm ơn tất cả các bác đã xem dõi video nhé.